Mới đây, Nhã Phương và Trường Giang vừa chia sẻ loạt ảnh mới nhất của mình nhân dịp khai trương quán ăn thứ hai. Lâu lắm rồi, khán giả mới thấy cả hai xuất hiện đầy chỉnh chu bên nhau. Vẫn biết Trường Giang là ông chồng hết mực yêu thương vợ, sẵn sàng nhường trọn spotlight để bà xã tỏa sáng. Nhưng khán giả vẫn mong rằng ông chú dép tổ ong thực sự sẽ xuất hiện thật bảnh bao. Trong loạt ảnh mới nhất, Nhã Phương diện áo dài trễ vai khoe thân hình thon gọn. Khán giả đều nhận ra rằng Nhã Phương đã không gầy như trước nữa. Những biểu cảm chu môi, làm duyên của Nhã Phương được nhận xét là vô cùng đáng yêu. Trong khi đó, nam danh hài Trường Giang có vẻ phát tướng hơn trước. Trong những bức ảnh chụp cùng bà xã, khuôn mặt của Trường Giang có phần tròn trịa hơn. Nhiều người còn nói rằng có vẻ do được bà xã chăm sóc tốt quá nên Trường Giang ngày càng phát tướng thấy rõ. Cặp đôi chụp ảnh nhí nhảnh bên nhau như thuở mới yêu, mặc dù đã là bố mẹ của một tiểu công chúa. Trước đó, Nhã Phương cũng đã chia sẻ bức ảnh Trường Giang diện đồng phục đầu bếp, tạo dáng hài hước bên món ăn. Nhã Phương từng khiến nhiều người ghen tị khi chia sẻ rằng, từ lúc kết hôn, người làm chủ căn bếp không phải là mình mà là ông xã Trường Giang. Có ai như chồng tôi không? Từ ngày hai đứa về chung một nhà, thì mỗi bữa ăn đều do chính tay anh ấy nấu, riết làm tôi hư luôn và không còn muốn ăn bên ngoài nữa vì thấy không đâu ngon bằng anh ấy nấu. Bởi người ta nói đâu có sai, phụ nữ nếu gặp được người đàn ông tốt thì cả đời chẳng cần phải trưởng thành nữa mà.